Hôm nay mình sẽ kể hành trình đầy phong phú với việc ghé thăm 44 quốc gia, thử nghiệm nhiều loại hình du lịch khác nhau, từ việc tham gia các cái chương trình du lịch all inclusive cùng gia đình đến những cái chuyến đi tự túc, du hành một mình hoặc cùng đồng nghiệp, bạn bè từ thời sinh viên đến hiện tại. Mình đã có những cái chuyến đi tình nguyện đến Ấn Độ, thậm chí là trải nghiệm couchsurfing, nơi mình được ngủ nhờ ở nhà của những cái người lạ. Trong suốt cái hành trình này, mình đã thử nghiệm mọi phương tiện di chuyển từ máy bay, phà, xe xích lô, phượt, xe máy, xe buýt đường dài, tàu hỏa và nhiều hơn nữa. Tất cả đều là những cái trải nghiệm đáng nhớ và mở mang tầm nhìn của mình về cuộc sống bên ngoài. Bây giờ thì nhìn lại, mình nhận ra rằng hành trình này thì không chỉ giúp mình trưởng thành mà còn cho phép mình thấu hiểu và trải nghiệm cuộc sống một cách đa dạng và sâu sắc hơn. Một số gợi ý để du lịch an toàn, tiết kiệm và đơn giản hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí của bạn nữa. Ưu đãi đặc biệt là điều đầu tiên là sử dụng các cái trang web hoặc ứng dụng du lịch để tìm kiếm các cái ưu đãi, mã giảm giá, gói du lịch hấp dẫn. Chọn cái phương tiện đi di chuyển tiết kiệm, xem xét việc sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng hoặc là chia sẻ như là xe buýt, xe điện hoặc là dịch vụ chia sẻ xe để tiết kiệm chi phí, giảm khí thải. Sử dụng các cái phương tiện công cộng hoặc dịch vụ giao thông công cộng có sẵn tại sân bay hoặc là dạng shuttle bus, train, tàu ở ga tàu là một cách tiết kiệm và thuận tiện để di chuyển từ sân bay hoặc là ga tàu đến trung tâm thành phố. Và sau đây là một số lời khuyên để phương tiện công cộng như thế nào, kiểm tra thông tin về các cái tuyến xe buýt địa phương hoặc là tàu kết nối từ sân bay hoặc là ga tàu đến trung tâm thành phố. Thông thường thì các cái phương tiện này có giá vé rẻ hơn so với cái dịch vụ taxi và có thể cung cấp cái trải nghiệm giao thông địa phương thú vị hơn cho bạn. Cũng tùy vào cái lịch trình giờ giấc hoặc là thời tiết, nếu những cái nơi bạn đến quá lạnh hoặc là quá nóng, bạn lại đi với con nhỏ hay người già như cha mẹ ông bà thì bỏ thêm chút tiền đi taxi sẽ khiến cho chuyến đi của bạn bớt mệt mỏi hơn. Nếu chuyến bay của bạn đến sớm từ buổi sáng, 6 giờ sáng chẳng hạn, mà bạn check in lại tầm 1 giờ chiều, có dịch vụ User Bonds sử dụng ứng dụng để tìm kiếm nơi gửi hành lý gần nhất sẽ tiện lên tùy địa điểm mà bạn đang đứng, không phải nhất thiết phải ra ga tàu xe trung tâm. Đó có thể là một cái quầy bán lưu niệm, một nhà dân, một người bán hàng rong bên đường. Giá cả và giờ làm việc sẽ được đầy đủ trên ứng dụng. Chi phí cũng chỉ rơi vào tầm 2-5 euro tùy vào thời gian gửi mà bạn sẽ có thể gửi được cái hành lý của bạn. Bạn đỡ phải mất công mang đi lại. Sử dụng ứng dụng gọi xe nếu có sẵn, hãy sử dụng các ứng dụng gọi xe như Uber hoặc các cái dịch vụ tương tự như Karim ở Dubai, Bolt ở một số nước châu Âu, Grab ở châu Á để đặt xe từ sân bay hoặc ga tàu đến điểm đến của bạn. Điều này có thể tiện lợi dễ dàng hơn là việc chờ đợi hoặc tìm kiếm taxi truyền thống, còn bị bắt bẻ tiền phải trả một số tiền lớn nữa. Chú ý đến cước phí roaming. Trước khi sử dụng dịch vụ ở quốc gia mới thì hãy tắt tính năng roaming trên điện thoại của bạn để tránh bị tính phí roaming không mong muốn. Hãy xem xét việc mua một chiếc thẻ SIM hoặc là eSIM trên Internet trước khi đi du lịch để tiết kiệm chi phí. Mình đã bị trừ khoảng 50 euro ở Dubai khi bật roaming khoảng 30 giây để gọi Uber cả nhà. Mình sống ở châu Âu nên roaming rất rẻ nếu đi trong khối Liên minh châu Âu. Ra khỏi châu Âu cái là như là đi du lịch Albania thì tụi mình cũng quên không tắt roaming vì mình nghĩ vẫn là nước châu Âu. Nên cuối cùng tiền cước phí sau một vài giây đãng trí của mình mất 40-50 euro. Lựa chọn chỗ ở tiết kiệm, sử dụng các cái ứng dụng hoặc là homestay, Airbnb, có thể là hostel với điều kiện ở tốt thay vì khách sạn sang trọng để tiết kiệm chi phí ở lại. Mình nói thật là dựa trên kinh nghiệm của bản thân ý, nhiều cái khách sạn đắt tiền 3-4 sao nhưng do là được marketing tốt, khéo léo, chứ điều kiện chỗ ở còn chán hơn là ở homestay hay Airbnb. Thời mình là sinh viên thì đã từng trải nghiệm couchsurfing khi ghé thăm Thụy Điển lần đầu tiên. Vì chi phí quá đắt đỏ tại Stockholm, mình đã nghĩ ra phương pháp này. Couchsurfing là dạng nhà ở như là Airbnb nhưng không mất tiền. Hình thức kết nối liên lạc với chủ nhà rất là giống Airbnb. Tất nhiên là bạn phải xây dựng một cái profile nhìn bắt mắt và khiến người khác tin tưởng để cho bạn tá túc ở nhờ không mất tiền. Hiện tại trang này lấy cước phí dạng đăng ký subscription hàng tháng. Bạn có thể tham khảo qua trang couchsurfing.com các cái hoạt động miễn phí hoặc giá rẻ, khám phá các cái hoạt động và điểm đi du lịch tham quan miễn phí có giá thấp để tận hưởng cái trải nghiệm địa phương. Bạn tìm hiểu thêm trước khi đến nơi vì trên mạng xã hội nhiều lúc đăng tải các cái buổi họp mặt, các cái ca nhạc, biểu diễn, workshop không mất tiền. Mình đã tham gia các cái buổi kịch này, xem kịch nhạc này, ngay cả nhạc giao hưởng nữa, đến các cái buổi biểu diễn cho trẻ em tại bảo tàng cùng con mình cũng không mất tiền. Đợt khi mà mình sang Iceland ấy,
Nhóm của mình tham gia dạng Walking Free Tour do người hướng dẫn địa phương vừa mang lại cho bạn những cái trải nghiệm văn hóa, vừa được tham quan các cái địa điểm. Tất nhiên là tới cuối buổi người hướng dẫn sẽ xin bạn donation, là kiểu trợ giúp bao nhiêu mà bạn muốn hoặc không nếu thật sự bạn không có tiền. Và khi mà mình qua New York ở bên Mỹ thì tham quan các cái bảo tàng cũng theo hình thức donation, là bạn quyên góp bao nhiêu tùy bạn, có thể từ 1 đô đến không giới hạn, unlimited. Nếu có thể hãy đặt mua vé tham quan và cái hoạt động giải trí trước để nhận được cái giá ưu đãi và tránh những cái buổi xếp hàng dài. Booking.com này, các tour đi tham quan này, hoặc qua các ứng dụng du lịch địa phương, đặt mua vé máy bay, sử dụng cửa sổ duyệt ẩn danh incognito khi tìm kiếm và đặt mua vé máy bay trực tuyến, sử dụng chế độ duyệt ẩn danh để tránh việc các trang web ghi nhớ thông tin mà bạn đã sử dụng. Bạn sẽ bị tăng giá dựa trên cái lịch sử tìm kiếm của bạn. Sử dụng các cái ứng dụng săn vé giá rẻ, Deals, có rất nhiều ứng dụng di động và trang web cung cấp dịch vụ tìm kiếm so sánh giá vé máy bay từ nhiều các cái hãng hàng không khác nhau. Sử dụng các cái ứng dụng như là Skyscanner, Kayak, Google Flights ấy, để tìm kiếm các cái ưu đãi và giảm giá đặc biệt. Đăng ký thông báo giảm giá, đăng ký cái thông báo qua email hoặc là ứng dụng di động để nhận cái thông báo khi có sự giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt cho vé máy bay của bạn. Nhiều cái trang web cung cấp tính năng này và sẽ thông báo cho bạn khi giá vé xuống dưới mức mong đợi của bạn, điểm thưởng hoặc các cái chương trình khuyến mại nếu bạn thường xuyên đi du lịch hoặc có thể thành viên của các cái hãng hàng không. Hãy sử dụng cái điểm thưởng hoặc các cái chương trình khuyến mại để nhận được cái giảm giá hoặc là vé miễn phí. Phương pháp này sẽ giúp bạn tìm kiếm và đặt mua vé máy bay một cách thông minh và tiết kiệm, đồng thời tận hưởng cái trải nghiệm du lịch một cách thoải mái. Đáng nhớ, chọn địa điểm không quá xa nữa khi có ít thời gian và ngân sách hạn chế, thì hãy chọn các cái địa điểm gần nhà hoặc là dễ di chuyển. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Tiếp theo đó là du lịch vào mùa cái thấp điểm nữa. Chọn thời gian đi du lịch vào mùa thấp điểm của điểm đến sẽ dễ tiết kiệm chi phí cho vé máy bay, chỗ ở, các dịch vụ du lịch khác. Nhiều nơi mình từng đến như là đảo Sip này, hay một vài thành phố miền Nam nước Ý, nước Pháp vào mùa đông mà thời tiết vẫn khá là ổn, khoảng 25 độ. Cho dù nước biển có hơi lạnh, không bơi lội thì ta vẫn có thể tham quan các cái địa điểm du lịch, đi hiking, trekking, dạo trong rừng ngắm phong cảnh hoặc đơn giản là nghỉ ngơi thư giãn, tranh thủ khi không có nhiều khách du lịch chen lấn xô đẩy khắp nơi. Ăn uống hay là khách sạn cũng được nhận các cái ưu đãi giá rẻ do mình đi du lịch trái mùa này. Đây chỉ là những cái gợi ý, có nhiều bạn sẽ vẫn muốn du lịch trải nghiệm khi thời tiết đủ ấm này để có thể bơi lội và tự làm thức ăn hoặc ăn đồ đường phố. Thay vì ăn tại nhà hàng sang trọng, hãy thử đồ ăn đường phố, tức là sạch sẽ rồi, hoặc tự làm thức ăn từ các cái món địa phương để tiết kiệm chi phí ăn uống. Bạn cũng có thể suy nghĩ việc thuê nhà, dạng căn hộ có bếp này để tự nấu nướng. Đôi khi thì mình thuê đến cái phòng hoặc căn hộ ngay cạnh chợ địa phương, đi bộ vài phút là có thể mua được những cái đồ hải sản tươi ngon hoặc là cái món rau củ quả tươi rẻ về nấu nướng. Tất nhiên là đi nghỉ để vui vẻ, tránh lăn xả vào bếp nấu nướng. Chúng ta có thể cân bằng nếu như đi chuyến du lịch dài thì 2-3 ngày ở nhà, những ngày còn lại đi ăn uống bên ngoài cho thoải mái. Và một vài tip khác là các bạn trẻ muốn phiêu lưu trải nghiệm, tham gia các hoạt động do các tổ chức phi lợi nhuận chia sẻ, những hoạt động giúp người gặp khó khăn, đồng thời có thể kết nối với nhiều người cùng chí hướng, mục tiêu, hay là mở rộng mạng lưới quan hệ, giúp ích cho việc học tập hay công việc, cuộc sống sau này. Trải nghiệm cuộc sống bao giờ cũng chất và lại quý báu hơn là những chuyến đi check in vội vã. Đây chỉ là một vài gợi ý của riêng mình thôi. Những cái tổ chức như là ISEC, mình đã từng tham gia làm tình nguyện viên ở bên Ấn Độ. Trong cuộc hành trình khám phá thế giới, việc du lịch không chỉ là cơ hội để thư giãn và trải nghiệm mà còn là cơ hội để học hỏi và phát triển bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng cần thiết phải chi tiêu lớn để có những cái trải nghiệm đáng nhớ. Với những cái tip du lịch tiết kiệm ở trên thì mình đã chia sẻ, bạn có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc một cách đầy đủ, thú vị và không cần tiêu tiền vượt giới hạn. Hãy thử áp dụng những cái chiến lược thông minh trong hành trình du lịch tiếp theo của bạn và cảm nhận cái sự hài lòng khi bạn không chỉ tiết kiệm được tiền bạc mà còn có những cái trải nghiệm đáng nhớ và ý nghĩa. Hãy khám phá thế giới một cách thông thái đầy trải nghiệm. Chúc các bạn thành công, và nếu như các bạn có bình luận hay comment feedback thì các bạn có thể để lại và có thể chia sẻ những kinh nghiệm mà các bạn đi du lịch với cả mọi người và với mình nữa. Xin chân thành cảm ơn một lần nữa.